Chào quý vị các bạn, hôm nay tôi thử cái siêu tóc này nhé. Đây tôi đang tháo một đoạn nhưng tôi có một vấn đề như thế này. Một là cái này nó bị ấy này, chảy lâu quá cho nên là cái đồ tiếp giáp ở này nó mỏng lại này. Thành ra chúng ta phải nấn lại này. Đấy. Các bạn thấy không? À, nhìn nó sẽ rơi ra. Nhìn nó rơi ra. Hai nữa là có một cái tiếp điểm này mà chúng ta cần phải biết hay hỏng ở bên trong này. Thì thường cái này thì chúng ta phải có đồng hồ nhé. Để chúng ta đo lên các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ đo cái chân này. Nó gẹo gì nó còn tiếp giáp vào bên trong này. Đấy. Như vậy là cái này bị hỏng này. Còn cái này đang lên này. Chứng tỏ là cái này bị này. Thì hiện tượng cái này chúng ta thay thì chúng ta không có. Không có thay. Tất nhiên là nhiều cái ấy. Mà hai là tận dụng ấy. Cái này chả giá chả bao nhiêu. Mà thay thì nó cũng không lấy được tiền. Nên chúng ta nên sửa đi. Thì chúng ta vặn ba vít này này. 1, 2, 3 này. Chúng ta lật bên dưới và chúng ta sửa nhé. Để tôi mở ra nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đẩy cái này ra nhé. Rồi thì chúng ta xem ở bên chân ở bên này này. Thường thường không biết hai chân chân bên này. Thì nó có tiếp điểm nào nó không tiếp được. Chúng ta nó ở bên trong này nhé. Bây giờ vặn ra thì nó thôi thôi nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ nảy cái này ra. Để xem thử nó tiếp ở đâu. Thì chúng ta phải vặn 3 vít này ra này. Để chúng ta vặn 3 vít xem sao nhé. Đây chúng ta vặn 3 vít này ra. Đấy, nó lôi thôi như vậy đấy. Đoạn nào không tiếp, nó có một cái công tắc ở trong giữa hai mẫu tiếp xúc mà nó không tiếp được thì chúng ta nên xem thử nó tiếp ở đâu. Ở đây các bạn nhé. Thường thường cái này thì lên ở bên trên này, còn cái này đây. Nó bị ở đây này. Đây các bạn. Đây chính là cái điểm tiếp điểm này. Đấy, nó chạy thời gian nó cứng đi và nó không tiếp xúc được nữa. Cho nên nó không đây, chúng ta đo ở đây nhé. Đấy các bạn thấy không? Nó không lên rồi này. Thường thường cái này nó bật lên thì nó mới chạy này. Thành ra nó hỏng là hỏng cái này. Trường hợp chúng ta có thể đấu tắt cái này lại nhé. Trường hợp thì chúng ta có thể đấu tắt lại. Nếu không thì chúng ta phải nấn xuống. Nấn cái này xuống này. Đúng. Cái này bị mắc cứng ở bên trong này do nóng quá hoặc cái nhựa nó chảy ra các bạn nhé. Đấy. Nó như thế này. Đấy, mình nhấn xuống như vậy. Để cho nó tiếp luôn đi, nó không cho nó rơi xuống nữa. Đấy. Và nó lật ở bên trên này. Đấy, trường hợp như vậy là ok. Thì nó không cho nó nhảy rồi các bạn nhé. Nó thực sự mang. Đấy, các bạn thấy không? Như vậy thì chúng ta có thể là tiếp tốt rồi. Lên. Rồi. Còn bên này. Đấy, là ok. Chỉ có vậy thôi mà nó không tiếp xúc được. Thường thường hay bị cái ở bên trên này lâu ngày bởi vì cái điện áp nó cao cho nên chúng ta phải vặn như vậy. Bây giờ chúng ta vặn vào thôi và chúng ta thử thôi. Đấy, vặn vào. Đấy, đây chúng ta nắn là ra khó nhời hả? Đây các bạn nhé, tôi đã thử được cái này và cái này chúng ta bóp lại và sửa lại và chúng ta thử được cái bóng nó đỏ nhé. Để khoan ạ. Rồi chúng ta bấm rồi đỏ nhá. Đấy. Rồi được rồi. Táo nhỏ đi. Hả? Để chúng ta thử nước nhé. Đấy. Đấy, nước sôi các bạn. Đấy, nước này. Rồi đấy, như vậy nó đã ngắt rồi đấy. Ú trời. Nó bị hội mù quá. Thôi đến đây xong rồi, cảm ơn quý vị các bạn đón xem nhé. Nút like, subscribe. Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người nhé.
Chào tất cả anh em nhé.